Trung xin chào tất cả anh em nhé. Tiếp tục cái video đầu tuần hôm nay, Trung lại thêm một cái sườn xe rùa nữa nhé anh em. Rùa xịt thuốc ấy. Đây là một bộ sườn mà nó có vẻ đặc biệt hơn những cái sườn hôm qua, nay, hôm kia nay mình đăng lên. Cái bộ sườn này là sườn số tự động nhé. Nhìn số nó cũng kịch cọm mà cũng hay hay này. Cái bộ số nó nhìn rất là ngầu luôn. Tí nữa mình sẽ quay thật là chi tiết rồi quay tổng thể anh em xem. Đây là cần số tầng, đây là cần số chạy, có số chạy bên đây, số tầng gạt cầu, có đầy đủ tính năng hết nhé. Đầy đủ tính năng, có một cái con xe hai cầu 4WD. Bộ sườn này thì mình chưa có rửa luôn, đã ra nhiều quá rồi, nhiều công việc quá rồi mình không có rửa qua. Nhưng mà cơ bản là nó sạch sẽ nha. Nó còn chất chứ không phải là sạch sẽ, mình nói nhầm ấy. Này, lão gà bóng loáng sơn phết, chân cẳng nó không lành hết này. Đấy. Bụi nó bẩn thôi chứ không có xét rỉ gì hết á. Bánh lốp. Này mình quay cái số lốp nha. Cái con này thì nó là xe 500kg nhưng mà nó đi cái cấu hình cũng cao lắm anh em, cao hơn 500kg nhiều. Nó sử dụng cầu có đầu đót nhé, có đót có mao dơ, đúng cái kiểu nó rất là giống với cầu 1 tấn của Kia Hyundai luôn, một cỡ luôn với cầu 1 tấn của Kia Hyundai đấy. Đây này, số rồi nó truyền ra cái lắp trước, truyền ra lắp trước, nó ra cầu trước. Bánh trước thì gai nó cũng mòn rồi. View các cái hướng anh em sẽ đứng xa xa ra tí, mình chỉ từ chi tiết. Đây. Kéo qua đến bên vườn để luôn rồi, không còn để bên nhà được nữa. Thì mình để mấy món đồ thừa, chuyên để đồ thừa. Đây. Tên tuổi mã số anh em có thể tra mã của nó nhé. Đây. Tên của nó. Rồi. Cho thì mình nhìn vào cái màn hình mình cũng không thấy gì luôn, không biết mình đang quay cái gì luôn này. Số nó rất là nhạy nhé nè. Đây nè. Nói số tự động chứ kéo cu ro là đi nè. Anh em nhìn cái cắt đăng nhé. Đấy. Xe đang di chuyển đấy. Đúng cái chiều kim đồng hồ nhé nè. Nhìn từ trước ra sau đúng chiều quay động cơ nhé. Đấy. Đấy. Xe đang di chuyển đấy. Ở đây cái cần số điều khiển nó cực kỳ dễ sử dụng nhé nè. Đây là tầng chậm này. Đây là tầng nhanh này. Đây. Rồi đây là mình đang để số lùi đấy. Rồi qua đây là không này. Đây là xây số 2 1 này 3 4 5 số. Con này 5 số nha, 5 số tiếng nha, 1 số lùi, 2 tầng nhanh chậm. Còn mấy cơ cấu phía trước họ để gài cắt mấy cái dây đai cu ro các thứ nữa, của cái cơ cấu quạt khác không liên quan. Rồi, con này nó nhiều số này, cầu lớn này, số tự động. Chỉ có cái con này đúng cái giờ chạy của nó là chỉ có 500, hơn 500 giờ chạy một tí. Còn thời gian sử dụng còn khá là nhiều đó anh em. Thời gian mình còn tận dụng được còn nhiều, tại vì cái số giờ nó chạy thực tế còn ít thì mình còn dùng được nhiều hơn. Đấy, cầu xe. Nhìn rất là kịch cọm, cứng chắc luôn nhé. Mà chiều dài cơ sở con này nó rất là ngắn luôn. Tâm trục trước sau nó chỉ có khoảng hơn mét tí thôi. Con này nó ngắn, anh em có thể nghiên cứu cách nào kéo dài ra. Nói sắc si, nói đũa, nói dây ra thì nó cho nó dài ra. Thì cái đó tùy công việc của anh em. Ngang thì cái con này nó khoảng mét 25, mét 3 nhé.
chiều dài tổng thể từ đuôi cho đến đầu thì nó chưa đến 3 mét, nó chỉ khoảng 2m6, 2m7 thôi. Cái phần từ lưng ghế ra phía sau nó khoảng mét, còn khoảng 1m4 đến 1m5 nha anh em. Nếu mà tận dụng xác này luôn thì được 1m5. Anh em muốn nối thùng, đóng thùng ra xa ra dài gì đó thì tùy theo yêu cầu. Cái con này nó có một cái lõi, mình kể cái lõi nó luôn, kể cái lõi của nó luôn nhé. Là cái bót vô lăng, mà cái bót ta lắm này mình gỡ ra rồi này, bỏ cái miếng, cái miếng canh, canh bi bỏ ra ngoài này. Nó bị gãy cái cốt vô lăng nha anh em, nó bị gãy cốt vô lăng, nó bị cong chỗ này, là gãy cốt vô lăng ở trên cái đoạn này này. Anh em về phải đưa lên máy tiện chống tâm hàng lại, sùng với nãy chuối bên trong còn nguyên hết, mình xem rồi còn nguyên lành hết, bi còn đầy đủ hết, bi rế bi chén đấy còn đủ hết, không thiếu thứ gì, chỉ có nối cốt thôi. Mất một ít công cán với một ít tiền để làm cái công việc đó lại, phải có tiện mới làm mới chống tâm chính xác được nhé, không có hàng chơi được đâu. Cứng khừ luôn, so với những con 500kg khác thì con này nó lớn, nó đồ nó lớn hơn. Bỏ gan nhìn kịch cọm, phanh chân, phanh tay, phanh trong, phanh ngoài có đầy đủ hết nhé. Chân còn bê đan còn đủ kìa, còn đủ phanh hết. Có phanh tay này, phanh tay còn này, phanh tay nó nằm ở chỗ này đây. Đấy anh em, còn phanh chân thì nó nằm ở trong bánh xe, nó trong tam bua bánh xe thì đúng rồi. Đấy, cầu xe nó đấy. Rồi. Cái cơ cấu số của nó nhìn cũng lạ lắm. Một cái cây đũa mà chỉ kéo tới kéo lui thôi, kéo tiếng kéo lùi mà nó ra nhiều số như vậy. Thấy cũng hay hay. Loại này thì chạy rất là dễ sử dụng này. Có nghĩa là sang số mà vui thì bà đạp côn, buồn buồn không đạp côn cũng đi luôn đấy, cũng chạy được đấy, cũng sang được. Thả ga ra sang số luôn cũng được. Cái video chung giới thiệu với anh em một cái món đò, một cái món sườn xe rùa như vậy đó, tất cả ok hết nhé. Số tiếng số lùi mình đã thử hết rồi, tất cả phanh đủ hết, phanh tay có, phanh chân có, số 5 tiếng một lùi đủ, bánh lớp đang hơi đang căng đét hết, đầu 1 tấn, chỉ có lỗi trên cái gãy cái cốt của bó tay lái thôi, một cái lỗi đấy. Anh em xem có tận dụng chế cháu vào cái công việc gì đấy, gác cái động cơ trước, động cơ sau, hay là gác một bên gì đấy rồi kéo lắp qua bên đây, kéo dây nè, cái loại này kéo dây thì nó dễ lắp lắm, anh em muốn lắp cái kiểu nào cũng được, có tận dụng được công việc gì để phục vụ cho nhu cầu của mỗi anh em ấy, thì liên hệ số điện thoại nhé. Sườn đang nằm tại Châu Thành, Long An nhé anh em, mình bán hàng tận nhà tại Châu Thành, Long An. Trung kết thúc video nhé anh em.